Trong số các cái bộ lọc mà của Photoshop thì có một cái nhóm bộ lọc nó tên là Liquify, thì nó cái bộ lọc tương đối đặc biệt, nó giúp chúng ta là bóp cái hình ảnh hoặc là phá vỡ các cấu trúc đi. Thì để sử dụng thì chúng ta mở bức ảnh ra và sau đó thì chúng ta chọn lệnh ở trong menu Filter, sau đó thì chúng ta tìm tới lệnh Liquify. Thì khi chúng ta nhấn lệnh ở đây hoặc là sử dụng phím tắt là Shift Ctrl X thì nó sẽ mở ra một cái giao diện như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây. Và ở đây thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn như thế này. Các bạn có các công cụ là Forward Grab Tool này, công cụ Reconstruction Tool này, Smooth Tool này, rồi các cái công cụ là vặn xoắn hay là bóp hình hoặc là làm cho hình nó nở ra. Thế thì những cái này nó giúp cho chúng ta là làm biến dạng các cái hình ảnh hoặc là hiệu chỉnh hình ảnh rất là nhiều. Thế thì đối với cái công cụ Forward Grab Tool này thì các bạn có thể là kéo dịch một cái vùng điểm ảnh đi tới bất cứ cái chỗ nào các bạn muốn bằng cách là nhấp chuột và các bạn kéo. Thì trong cái phạm vi mà làm việc của cái đầu công cụ này thì chúng ta sẽ kéo được cái vùng hình ảnh mà chúng ta muốn đi theo cái hướng mà chúng ta thích. Nhấn Alt, nhấn nút Reset này thì nó sẽ giả lại, hoặc là không thì các bạn có thể dùng cái này Reconstruction. Công cụ Reconstruction này nó cũng sẽ giống như là cái công cụ Brush History của chúng ta, khi mà chúng ta di vào đâu thì nó sẽ tái tạo lại cái vùng mà đã bị biến dạng. Các bạn có thể là thay đổi cái size ở đây, và các bạn sẽ kéo cái vùng hình ảnh bằng cách là thay đổi cái kích thước của công cụ khi mà các bạn chỉnh vùng nào, tùy vào cái mong muốn mà các bạn hãy sử dụng cái công cụ này cho nó hợp lý. Chỗ nào to, chỗ nào nhỏ, muốn kéo, muốn ép cái nào vào. Ví dụ như là mình muốn ép cả một cái vùng lớn thì mình phải có một cái bút đủ lớn, đúng không? Ví dụ mặt cảm thấy to, mình ép vào thì mình sẽ phải dùng một cái công cụ lớn, nếu không thì nó sẽ bị biến dạng. Ví dụ tôi dịch chuyển cả một cái vùng nào đó, tôi vặn xoắn vào cái vùng nào đó thì tôi có thể là sử dụng cái này. Khôi phục này, Reconstruction này, gì đến đâu thì nó sẽ vẽ trả lại cái hình EC như ban đầu. Vặn xoắn thì mình kéo đến đâu thì nó sẽ xoáy cái hình ra. Ví dụ các bạn nhìn thấy đây, xoáy này. Hoặc là thu nhỏ lại này, ví dụ mình thấy cái khu vực nào đó đây, khi mà bấm thì bắt đầu nó thu lại, thu mạnh vào tâm. Đó, hoặc là làm nở ra này. Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vào cái tâm công cụ để ở đâu thì nó sẽ làm nở ra như thế đó, ví dụ. Thế thì ở trong cái này chúng ta sẽ sử dụng nó để biến đổi về một cái chi tiết nào đó, hoặc là ở trong các cái điều chỉnh ý. Thì các bạn biết là người mẫu mà khi mà các bạn thấy ở trên các cái trên những cái poster, những cái quảng cáo hoặc là trên các trang bìa ấy, thì nó rất là hoàn hảo. Ngoài cái chuyện là chúng ta sử dụng các cái lệnh mà xử lý sáng tối màu mè các thứ, thì đôi khi là các bạn sẽ gặp các cái trường hợp người ta sử dụng công cụ này đấy. Những cái transform thì là co kéo một cách tổng thể. Thế còn những cái công cụ ví dụ như Liquify này được áp dụng để người ta sẽ co bóp các cái phần chi tiết, ví dụ người mẫu là gầy hay là béo thì người ta kéo ra cho nó đầy đặn hơn, hoặc là béo quá những chỗ nào thừa chứ các thứ là người ta sẽ bóp gọn trở lại. Thế thì cái công cụ này là công cụ được sử dụng rất là nhiều, và trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái này thì các bạn hãy nhớ là có những cái thành phần, có những vùng điểm ảnh mà chúng ta để cạnh nhau ấy, và chúng ta không muốn là nó bị co duỗi ngoài ý muốn, thì chúng ta còn cần phải dùng những cái phương pháp là che đậy các thứ, che đậy để không ảnh hưởng tới những cái vùng mà chúng ta không mong muốn. Thế thì để làm cái việc này thì các bạn lưu ý là ở bên phía trái này chúng ta có một cái nhóm gồm có hai công cụ là cái freeze mask tool. Cái freeze mask tool này khi mà các bạn sử dụng nó, các bạn vẽ vào đây chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà tôi vẽ vào đâu thì nó sẽ tạo ra một cái vùng hồng trong này để nó bảo vệ cái khu vực đó. Ví dụ tôi muốn ép vào, tôi muốn ép cái khuôn mặt vào, nhưng mà tôi muốn giữ cấu trúc của cái phần mắt và mũi này chẳng hạn, nó không bị ảnh hưởng chẳng hạn, thì tôi sẽ phải sử dụng cái công cụ này để tôi vẽ. Ví dụ phần miệng nhé, mũi nhé, mắt là những thứ mà tôi muốn bảo vệ, thì tôi sẽ vẽ vào như thế này. Và khi tôi sử dụng cái công cụ ví dụ như Forward Grab Tool này chẳng hạn, tôi ép vào, thế thôi, nhưng mà những cái vùng nào đã được bảo vệ thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giữ nguyên. Ví dụ như thế này đây, muốn xóa bỏ cái phần mà được bảo vệ thì chúng ta sẽ làm ra đây, xóa cái hồng này đi. Cái hồng này bị bỏ đi thì nó sẽ giữ lại cái phần mà được tô hồng đấy. Và các bạn nhìn thấy là cái điểm ảnh ở xung quanh thì bị bóp vào rất là dữ, nhưng mà những cái phần nào tôi đã vẽ cái phần màu hồng vào thì nó không cho biến đổi, nó giữ nguyên đấy. Và đây là một cái phương pháp mà được sử dụng vô cùng nhiều trong cái việc mà điều chỉnh bóp những cái bức ảnh. Tất nhiên là ở trong một cái góc độ bóp cho nó đẹp, đúng không? Bóp cho nó đẹp, làm cho một cái người mẫu hay là một cái khung cảnh nào đó nó trở nên là hài hòa hơn, hợp lý hơn về mặt tỷ lệ. Đấy là một cách đó, đấy là một cách. Thế còn nếu không thì các bạn có thể là dùng nó như là một phương pháp để làm hí họa đó, tranh cười đấy. Chúng ta có thể tìm các cái phương án gọi là bóp để làm sao mà nó vẫn giữ được một vài cái đặc điểm đặc biệt của cái người mẫu, thế nhưng mà các chi tiết, các cái tỷ lệ khác là chúng ta sẽ xử lý để cho nó thay đổi đi. Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ dùng để mà chúng ta tìm các cái phương án mà làm biến dạng đi đấy. Thế thì hãy lưu ý là dùng cái gì bảo vệ cái vùng nào thì các bạn cứ vẽ vào cho tôi, và sau đó thì các bạn sẽ bóp những cái phần còn lại. Thế thì cái này là công cụ rất là mạnh, tạo được cái hiệu quả rất là mạnh trong trong thao tác. Tuy nhiên là rất cẩn thận ở trong cái việc dùng, không phải là vì là chúng ta làm cái gì nó khó, mà quan trọng nhất là ở đây là rất là dễ mất lòng những người khác khi mà chúng ta dùng ảnh của họ để mà chúng ta thử nghiệm đấy. Thế còn thao tác thì nó cũng tương đối là đơn giản thôi đấy, các bạn nhìn rất là rõ như thế này. Ví dụ tôi làm một cái bức ảnh như thế này chẳng hạn. Ví dụ bóp cho gầy này, đúng không? Hay là làm cho nó nở ra này. Đấy thì những cái thao tác này hoàn toàn chúng ta có thể là làm rất là dễ, nhưng mà đấy, giữ được cái đặc điểm thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Chúng ta phải bảo vệ một số các phần nào đấy, nếu không mà nó bị biến dạng quá thì trông nó sẽ không ổn nữa. Đây, ví dụ này, các bạn nhìn đó, nét chính là mắt mũi miệng các thứ tôi vẫn giữ, nhưng mà tôi đẩy cho cái khuôn mặt nó lớn ra. Đấy thì nếu như bạn nào mà hứng thú với lại những cái việc mà chỉnh sửa ảnh cho những người mẫu ở biết các thứ thì cái này là công cụ chắc chắn là không thể thiếu, hoặc là các bạn làm các cái vấn đề như là khí họa đấy, những cái bức ảnh cái cười ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái này.